Sau khi trẻ kết thúc cái giai đoạn ăn dặm đầu tiên, hay còn gọi là giai đoạn ăn dặm với bột ngọt, thì mình sẽ bắt đầu cho con chuyển sang cái giai đoạn ăn dặm thứ hai, đó là giai đoạn ăn dặm với cháo dây, hay là còn gọi là cháo linh nhừ, sau đó thì dây nhuyễn ra ấy ạ. Thì mình sẽ sử dụng một chiếc nồi gọi là nồi nấu chậm. Ba mẹ có thể tìm hiểu có nhiều dòng nồi nấu chậm trên thị trường. Thì như trước là mình dùng cái nồi nấu chậm là có thể là nấu được nhanh nhất của nó là 2 tiếng rưỡi và chậm nhất là khoảng 5-6 tiếng qua đêm, mà có thể là giữ ủ ấm cả ngày luôn, từ sáng đến tối là cháo của ba mẹ luôn luôn là ngon và nóng. Thì như thế này rất là ưu điểm ở chỗ đó là nếu ba mẹ mà bận rộn thì chúng ta có thể là chuẩn bị cháo từ tối hôm trước, trước khi ngủ khoảng tầm 10-11 giờ tối, đến sáng hôm sau 5-6 giờ sáng ba mẹ có thể được một nồi cháo chín rất là nhừ và nóng và ngon, nó không mất công phải dậy sớm để nấu cháo cho con đó. Còn nếu ba mẹ khác mà muốn chuẩn bị nó vội hơn, có những thời gian nó eo hẹp hơn, thì mẹ có thể chuẩn bị trong ngày, sẽ là nấu trước khi sử dụng khoảng 2 tiếng rưỡi sẽ được một nồi cháo. Tại sao chúng ta không dùng cái kiểu dạng như là nồi nấu thông thường hay nồi áp suất? Bởi vì là mình thấy rằng nồi nấu chậm ấy, thì nó sẽ kiểu là nó sẽ chín từ từ, nên cái hạt gạo nó sẽ còn nguyên hạt, chín từ bên trong, hạt gạo nó bung ra, mình cảm thấy nó ngon và nó sánh hơn. Thì sau khi ba mẹ nấu bằng cái nồi nấu chậm xong ạ, thì có thể là hạt gạo còn nguyên xi, nhưng mà chỉ cần động đũa vào nó sẽ lát ra và rất là ngon. Thì đối với những bé mới ăn dặm, cái giai đoạn đầu tiên của cháo đó, thì ba mẹ sẽ chú ý là nấu một lượng vừa phải, ít thôi ạ. Và thực ra các con sẽ ăn một mỗi ngày có thể là ăn 1 đến 2 lần, và mỗi bữa chỉ khoảng tầm cái bát chấm con ấy, khoảng nâng bát chấm con đến một bát là cùng thôi, không cần ăn quá nhiều, cũng không ăn quá nhiều. Lúc đó thì ba mẹ sẽ làm gì ạ? Cái cháo đó sau khi đó được nấu chậm bằng nồi chín bằng nồi nấu chậm rồi ạ, thì chúng ta sẽ múc một lượng cần đủ ra, sau đó thì sẽ một là dây bằng cái lưới dây như cái dây cua ấy, nhưng mà đương nhiên là mình sẽ dùng một cái dây đặc riêng cho con, bởi vì nó sẽ thứ nhất là đảm bảo an toàn vệ sinh hơn này, thứ hai là nó sẽ sử dụng hàng ngày, nó cần phải bền và chắc một chút, và bằng inox, chứ không nên sử dụng bằng cái chất liệu sắt có thể là bị han gì, rất là ảnh hưởng đến sức khỏe của con ạ. Mình dùng một cái dây đó, mình sẽ lọc cái cháo múc ra. Cái dây chắc là anh biết đúng không ạ? Ba mẹ chỉ kiểu là dây nhuyễn nó ra cái dây, sau đó thì lấy cái lượng bên dưới và mình sẽ sử dụng nước đai xi để nấu cái cháo đấy lên cho con ăn. Thì nước đai xi ở đây là gì ạ? Ngày trước ấy thì ba mẹ truyền thống hay ăn bằng cái nước hầm xương, và nghĩ rằng là nước hầm xương nó sẽ ngọt và sẽ tốt cho con, mà thực tế rằng là tài liệu khoa học bây giờ họ nghiên cứu là nước hầm xương thì thực chất là nó không còn chất nữa, bởi vì là khi mà ba mẹ linh lâu á thì cái lượng chất dinh dưỡng nó cũng bay hết lên rồi, nên là và có thậm chí là nó còn không tốt với các em bé mới ăn dặm, nên là mình sẽ không dùng cái nước hầm xương đó, mà mình sẽ dùng thứ nhất là nước rau củ quả, chẳng hạn như là mía này, ngô ngọt này, hoặc là cà rốt này, để luộc linh nhừ lên và lấy cái nước đó quấy và cái bột cháo sau khi dây đó để cho con ăn. Và đương nhiên là mình sẽ không cho gia vị cho em bé dưới 1 tuổi, thì chắc chắn rằng cái này ba mẹ nào cũng tìm hiểu nhiều rồi, không, sẽ không cho bất cứ một cái gia vị gì cho em bé dưới 1 tuổi cả đó. Và thỉnh thoảng thì mình có thể là thay cái nước đai xi bằng nước luộc thịt thăn hoặc lợn hoặc là thăn gà cũng có thể là được. Hoặc là đó thì là mình đầu tiên mình cho các bạn gấu ăn thì là nước là cháo dây và ăn dùng với nước đai xi rau củ hoặc nước đai xi thịt thăn đó, cho con ăn 1-2 bữa mỗi ngày, và cũng cái tiêu chuẩn của mình sẽ là loãng và không dùng gia vị. Và song song với thời điểm này thì mình vẫn cho con ăn thêm hoa quả tươi, sữa chua, váng sữa. Và nếu mà có những cái thời điểm ấy, nếu mà ba mẹ thấy là không có những cái hoa quả tươi theo mùa, thì ba mẹ có thể là lựa chọn một số những cái dòng gọi là hoa quả nghiền, hoa quả đóng lọ cho trẻ ăn dặm. Độ tuổi của cái dòng đó thì nó có thể là từ 4 tháng trở lên hoặc 6 tháng trở lên. Ví dụ như các hãng của Hen này, của Hip này, của Fructo hoặc là Gerber, một số những cái dòng hoa quả đóng dạng thủy tinh hoặc là dạng túi. Thì tại sao mình lựa chọn những cái dòng đó? Bởi vì là không có hoa quả sạch theo mùa, thì ngoài thay vì việc mua các loại hoa quả không rõ nguồn gốc xuất xứ thì mình sẽ mua những dòng hoa quả đóng liền này. Sẽ có ba mẹ nghĩ rằng là những đâu nó có bảo quản hoặc là không tốt thì sao? Thật ra mình nghĩ rằng nếu ba mẹ mà có cái niềm tin vào những cái hãng mà nó có uy tín rồi ạ, thì ba mẹ sẽ cứ vô tư cho con ăn đi ạ. Bởi thật ra là không phải mình nhà mình ăn đâu, rất là nhiều các em bé khác, thậm chí trên toàn thế giới họ đang ăn rồi, thì mình nghĩ rằng nó sẽ rất là đảm bảo, và các con sẽ có những cái cơ hội để trải nghiệm những cái thực phẩm mà nó không sẵn có tại Việt Nam chẳng hạn thế. Đó thì mình cũng cho con thêm những cái bữa phụ bằng cái dòng hoa quả nghiền dạng đóng lọ hoặc đóng túi như vậy, các con có thể thay đổi khẩu vị. Và
Một cái nữa đó là trước đây thì khi mà mình gấu tầm 5-6 tháng đấy thì mình cũng chưa biết cái sản phẩm gọi là túi nhai ăn dặm đâu, mình chưa dùng. Nhưng mà sau khi mà một vài năm sau khi mình tiếp xúc nhiều hơn ấy thì mình thấy là có một cái dòng sản phẩm gọi là túi nhai ăn dặm, thì ba mẹ có thể xem hình ảnh ở đây. Nó là một cái dạng silicone, nó giống như một cái lúng ti của em bé nhưng to hơn, và nó thiết kế có nhiều lỗ hơn để khi mà ba mẹ cho con đồ ăn vào đấy con có thể tự nhai. Nó gọi là túi nhai chống hóc bởi vì là các con nhai nhưng chỉ ra nước thôi, nó không ra những cái bã to, để các con gần như là sẽ không bao giờ bị hóc, không bao giờ bị lo cả. Các con, ba mẹ thấy các con rất thích nhai đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà cho con ăn một cái miếng rau củ thịt thì đương nhiên ba mẹ sẽ có thể lúc đầu sẽ sợ rằng con hóc, mà chắc chắn là có thể là bị hóc thật. Thì chúng ta sẽ thay vì cái việc mà lo lắng đó thì mà thỏa mãn cái nhu cầu của con á, thì ba mẹ có thể là dùng cái túi nhai đó cho một miếng chuối này, một miếng thanh long này, hoặc là một miếng thịt cũng được. Bất kể một cái gì ba mẹ nấu chín hoặc là đảm bảo sạch an toàn thì ba mẹ có thể cho vào cho con cầm. Ba mẹ giúp con cầm hoặc là con tự cầm con nhai, các con sẽ cảm nhận được hương vị của từng cái loại thực phẩm đó mà sẽ chắc chắn rằng là sẽ không bao giờ bị hóc, lúc đó sẽ giúp con cái luyện cái cơ hàm của con ok hơn, và giúp con được biết được nhiều cái khẩu vị hơn chẳng hạn đó. Thì cái túi nhai này là mình cũng chưa áp dụng bao giờ, nhưng mà bởi vì luôn mình chưa thấy có, nhưng bây giờ có rất là nhiều hãng sản xuất rồi thì mẹ có thể tham khảo cho em bé nhà mình. Giai đoạn khoảng tầm 6-7 tháng đã bắt đầu dùng cái túi nhai dặn được rồi đó. Thì mình vừa chia sẻ với mẹ đó là giai đoạn thứ hai sau giai đoạn ăn bột ngọt và ăn hoa quả tươi, thì giai đoạn sẽ là giai đoạn ăn cháo dây và ăn nước đường dashi, nước thịt hoặc là các loại hoa quả đóng lọ đó. Thì ba mẹ có tiếp tục tham khảo cái phương pháp của mình, và hẹn ba mẹ xong cái video lần sau sẽ là cái bước thứ ba cho con ăn dặm là gì, có thể được khoảng tầm từ 7-8 tháng trở lên đó, thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ sau ạ.